Hai, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Thì hôm qua em không có ra video là em mất đi Sài Gòn cả nhà. Đi Sài Gòn để rước con My báo này về. Thì nói chung là bé My được nghỉ 2-3 ngày lận, cho nên là rước về để chơi. Thì trên đường mà về đây, hai anh em của em có nghỉ được một cái màn tròn. Chiến này là phải nói là bà Linh bà té đá trong quần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay mình cho mà lên trước thôi nha cả nhà. Đợi đi, từng phần, từng người sẽ lên vẽ với anh em của ai cả nha. Thì trong video này có những cái phân cảnh nó hơi ghê gợn tí, mong cả nhà thông cảm nha. Còn bây giờ thì hai anh em sẽ đi sắp xếp với chuẩn bị cái màn cho này nha cả nhà. Cả nhà cùng đón xem nha. Ok. A few moments later. Bao! Hả? Mày làm gì ở đây hả? Bị gì luôn rồi mày? Sao? Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Chị vô đây có thấy ai, có ai đi theo không? Không, thấy ai? Mày bị cái gì vậy? Cái gì cầm kéo cầm đầu vậy? Cái gì áo quần gì thế ghê vậy? Chị thằng nãy chị có thấy mẹ em cái này không? Không. Mà sao? Xe chạy ngoài đường, cái thằng này sao vậy? Mày bị cái gì mà tay chung chân gì run rẩy vậy? Gì? Mẹ hôm nay có ra đây không? Không, tao đi một mình mà. Mà em nhận vậy nè, đừng nhận đây, đừng nhận cái gì. Một chút xíu nữa, mà mẹ em có gai á, mẹ em có hỏi em là em ở đâu, có gai đây không? Chị nói chị không có gặp em nha. Ủa mày sao? Mà chuyện gì? Mà tại sao? Vô nhà đi nói cho nghe, nhanh đi. Ừ, cái gì vậy ông nội? Cái gì? Mày làm cái gì mà lập bập cà bập, tao không hiểu chuyện gì luôn rồi sao mà chuyện gì? Mày từ từ đấy, mày đợi ra lấy nước thì mày uống cái đã. Mày làm gì cái nghiêm? Mà em có ra thấy không? Tao nói không. Có thế nhà có hai kiếm mấy không chị Linh? Tao nói không. Có ai đây đâu mà tao đi ngoài kia về nhà của mình. Mày làm gì nè, mày uống nước coi, mày làm gì tay chân mày gì kì vậy? Cái thằng này thiệt chứ. Mày sao? Mày mày làm gì tay chân mày áo quần mày máu me gì cũng đi ghê vậy nè. Mày bị cái gì vậy? Mày nói tao nghe coi. Chết. Ê chị nè, mày thấy chị không? Chết rồi chị Linh ơi. Sao chết? Chuyện gì? Em lỡ đâm chết con bé kìa. Mày tào lao, chết khùng vậy. Hả? Khùng hả? Làm gì đâm chết nhỏ kia là sao? Hôm qua đi nhậu xỉn. Xong cái nó kiếm chuyện với em á, em lỡ tay em muốn nó chết rồi. Khùng quá mày. Tào lao. Hai mày báo tao gì nữa đúng không? Có rồi em. Mà sẽ nhờ Yến rồi có ra chứ. Không có ai ra, bữa nay không ai ra hết trơn á. Nhưng mà chị mày làm gì tay chứ mày tự với người. Thiệt cái giỡn mày thằng quỷ này. Mà chị nhớ là đừng có nói ai nha. Nói ai? Bây giờ em không có dám về nhà. Thôi mày giờ mày lỡ vậy mày đi tự thú đi mày ơi. Thú gì? Chứ mày để vậy hả? Em chưa có ai biết hết á, em giấu cái xác đó rồi. Giấu mày giấu trước sau cũng ra cũng biết rồi mày. Trời ơi tay chân. Đi lên báo đi ông nè. Đi lên báo công an đi chứ, đừng thú đi chứ mày để gì em lỡ. Thú rồi em lỡ em đi tù sao? Em đi tù cũng vậy chứ mày lỡ vậy mày chốt được không? Giết người đó, tội giết người đó. Thì mày có chốt được không? Bây giờ xíu nữa. Chị ra nhà em, chị lấy giùm em mấy bộ đồ đi, em đi Sài Gòn. Không có đi được. Rồi mày dục ở đâu rồi? Cái gì? Giấu xác ở đâu? Cái xác em đem ngoài bụi chuối kìa. Xạo mày. Sao mà góc chuối đâu mày em dục mày đem mày góc chuối ra ngoài đây vậy? Em bây giờ em biết dính đâu. Mà chị ở đây chị thủ tiêu giùm em nha. Mày điên à? Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ em, không lẽ bây giờ em kinh tay mà. Tay chân tao luôn à. Em lỡ tay. Giờ lỡ mày cũng. Chị Linh ơi. Lỡ mày cứu em đi chị. Tự thú đi, mày đi tự thú đi chứ bây giờ mày trốn cũng không có được đâu. Bây giờ em trốn trước đi. Khi nào mà ai ghê vậy? Để vài bữa nữa đi gọi em về. Chứ bây giờ em ra từ thú. Bây giờ tự nhiên mày dùng xác đó. Bây giờ mày dùng xác đó thì tao làm sao? Bây giờ chị ra chị. Bây giờ mày không báo công an nó xuống rồi báo công an nó xuống rồi nó nói là. Bây giờ chị đợi em đi rồi chị báo công an nha. Chứ bây giờ em muốn báo thì tao là cái gì? Thì chị kêu là xác chứ. Thấy cái xác nằm ngoài giường đó. Đi ra đây. Đi ra đây em chị ra. Đi. Cứu em một lần đi chị Linh. Đúng mẹ tao giờ cắn tao đứng được luôn á. Đi. Cứu em đi. Đi ra đây. Coi có ai không? Có ai đâu. Đi ra đây. Cái gì tay chân mày. Ra đây.
làm tao run theo mày thằng quỷ. Có ai không? Để nó không. Cái gì? Cái gì đây vậy? Như là nó chưa chết á. Cái chưa chết mày cầm cái đó làm gì nữa? Thì giết luôn. Mày bị điên à? Chứ để nó tố cáo làm sao? Bây giờ chị cứu em đi chị Linh. Cứu ông nội tao chứ cứu. Nó chết rồi. Chết mày cũng phải ấy với đằng này mày. Chết rồi mẹ. Má ơi cái gì vậy chúng mày ơi. Nó chết rồi. Em bắn nó lại rồi. Giờ sao? Chắc nó chưa chết đâu. Em đâm thì mấy nhát nữa. Mày bị điên à trời ơi. Sao chị Chi Linh? Vì sao tao đâu biết sao? Để chạy. Chết rồi Chi Linh ơi. Ôi tao ở đây đâu nhìn thấy em hả? Em giúp anh nha. Bây giờ em về em lấy đồ đi liền. Chị thủ tiêu cái này giùm em nha. Không tao không biết. Nói giúp em đi. Trời ơi trời ơi sao. A few moments later. Quý. Đâu. Nhanh lên. Chạy đi. Sức khỏe hết quần rồi. Chạy đi. Chạy đi. Ok cả nhà nha.
Thì nói chung là cái mạng cho này nó cũng hơi quá đáng, nhưng mà thôi kệ, cứ cho anh trước nha cả nhà. Ok, thôi bây giờ Hải Ca xin kết thúc video rồi nha. Cả nhà cùng hóng tiếp cái phần tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ nghĩ tiếp cái phần tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà ai có ý tưởng gì nhớ comment phía dưới cho em biết nha. Bây giờ giọt khém cả nhà.